Thưa quý vị và các bạn, với vị trí địa lý thuận lợi giáp thủ đô Hà Nội, huyện Văn Giang được quy hoạch phát triển các khu đô thị, nhà ở và đô thị vệ tinh của thủ đô Hà Nội. Nhờ đó, diện mạo mọi mặt của địa phương đều mang một sức sống mới, sức sống của một thành phố trẻ trong tương lai không xa. Huyện Văn Giang hiện có nhiều đại dự án đô thị như Ocean Park 1, Ocean Park 2, Eco Park và các dự án đô thị khác, cùng cơ sở hạ tầng giao thông, điều kiện kinh tế xã hội có sự đổi thay, vươn mình mạnh mẽ để hướng tới vươn lên trở thành thành phố. Văn Giang cùng với thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào là ba điểm tổ chức bắn pháo hoa tập trung của tỉnh Hưng Yên chào đón năm mới trong ít ngày tới. Địa điểm bắn pháo hoa nằm trong dự án khu nhà ở phố mới Văn Giang, đối diện khu vực trụ sở hành chính trung tâm huyện. Vị trí này nằm giữa khu đô thị Eco Park và Ocean Park 2 nên rất thuận lợi cho người dân ở các khu vực lân cận dễ dàng chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa đẹp nhất chào đón năm mới Quý Mão 2023. Với những cái kết quả đạt được thì năm nay là cái năm mà Văn Giang đã được Ủy ban tỉnh đồng ý tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa để nhân dân chứng kiến được cái sự thay ra đổi thịt từng ngày của Văn Giang. Và địa điểm thì bắn trực tiếp tại vị trí của công ty cổ phần Bảo Hưng. Thì chúng tôi cũng xác định là đây sẽ là những cái trung tâm rất là lớn trong cái phát triển đô thị của Văn Giang và chính nó là vùng lõi của phát triển đô thị. Theo quy hoạch, tại vị trí này trong thời gian ngắn sắp tới, khu trung tâm hành chính huyện Văn Giang sẽ được xây dựng mới với khối nhà cao tầng có thiết kế hiện đại. Đối diện là dự án khu nhà ở phố mới Văn Giang được gắn kết bởi kiến trúc độc đáo hiện đại, đưa nơi đây trở thành khu trung tâm hành chính có quy mô hiện đại nhất so với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa chính trên địa bàn huyện Văn Giang trong thời gian tới. Tôi thấy rất phấn khởi. Tương lai khu trung tâm của huyện đây và dự án về đây thì đời sống dân ngày được một phát triển và sẽ ấm no hơn. Đời sống sẽ được sung túc, mọi người, các đường phố nó sẽ được khang trang và đẹp, người dân sẽ có cái trí tuệ nâng lên. Khu nhà ở phố mới Văn Giang tổng 9 hectare nằm trong quần thể quy hoạch khu trung tâm huyện Văn Giang tổng gần 50 hectare. Dự án có quy hoạch thiết kế thông minh bởi các khu nhà phố, nhà liền kề đều có hai mặt tiền, thiết kế tầng hầm để tăng công năng sử dụng cùng hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung. Các căn nhà đều đảm bảo ba giá trị, đó là giá trị sống, giá trị thương mại và giá trị nghỉ dưỡng. Trong đó, điểm nhấn của dự án là tòa nhà cao 22 tầng được thiết kế dựa trên tích trừ đồng tử tiên tung của vùng đất Hưng Yên.